đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 8/7/2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2247 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Việt Nam khoan dầu trên biển Đông bất chấp lệnh cấm của Trung Cộng. Giáo phận Vinh mở khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động. Hàng loạt ngân hàng quốc tế đang dần rút khỏi Việt Nam. Hơn 20 lao động Việt Nam bị mất tích trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan. Thanh tra Hà Nội kết luận đất của dân Đồng Tâm là đất của quốc phòng. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam được bà Thủ tướng Đức mời dự hội nghị G20. Mỹ truy lùng các tài khoản ngân hàng có liên hệ đến Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cho hai oanh tạc cơ bay ngang qua vùng biển, Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chương mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với nhà báo Huỳnh Việt Lan với phần cuối chủ đề Đối thoại với Cộng sản. Và sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm đồng hương tại Nam Cali trong buổi kỷ niệm 6 năm thành lập đài Đáp Lời Sông Núi, đồng thời để vinh danh ông Văn Ngọc Hiếu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Miên Dương trình bày sau đây. Ba năm trước đây, vì sợ Trung Cộng tức giận, Cộng sản Việt Nam đã từ chối cấp phép khoan dầu cho công ty quốc tế Talisman Việt Nam tại khu vực nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km mà Việt Nam gọi là Lô 13603. Lý do là vì Trung Cộng tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền của họ và họ cấp phép khai thác dầu tại đây cho hãng Bright Oil có trụ sở tại Hồng Kông. Nhưng ngày 21 tháng 6 vừa qua, được phép của Cộng sản Việt Nam, tàu khoan dầu Deep Sea Metro One của công ty Talisman Việt Nam đã bắt đầu khoan dầu tại khu vực trên. Hành động này của Cộng sản Việt Nam dựa trên phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA trong vụ kiện của Philippines đối với Trung Cộng. Theo đó, Trung Cộng không có lý do ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này của Cộng sản Việt Nam được cho là nguyên nhân khiến tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm viếng Hà Nội gần 3 tuần trước đây. Trong tuần qua, một số linh mục giáo phận Vinh đã tổ chức những khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động cho thành viên của các tiểu ban công lý hòa bình của các giáo xứ trong giáo phận. Thành viên các tiểu ban này đã tập trung về trung tâm giáo phận để tham dự những buổi thuyết trình liên quan đến phương pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động để yêu cầu nhà cầm quyền địa phương tôn trọng những đòi hỏi chính đáng mà người dân có quyền đòi hỏi. Ngoài ra, cũng có những bài thuyết trình về nhân quyền và về thuế. Ban Công lý Hòa bình của giáo phận Vinh sẽ lần lượt huấn luyện thêm các giáo hạt Đông Tháp, Bảo Nham, Cầu Rồng, Cửa Lò, v.v. Thời gian gần đây, khá nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đã đồng loạt tháo vốn, bán lại cổ phần đang sở hữu tại các ngân hàng quốc nội. Trở ngại lớn nhất cho các ngân hàng quốc tế khi hoạt động ở Việt Nam là môi trường kinh doanh hoàn toàn khác với môi trường kinh doanh ở các nước sở tại của họ. Mặc dù tiềm lực của họ rất mạnh về vốn, về quản lý, về sản phẩm, nhưng họ không phát triển được vì những luật lệ chồng chéo, tinh thần kỷ luật rất thấp của các doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu quá lớn, việc quản trị nhiều rủi ro. Theo tin được loan báo ngày 6 tháng 7, từ đài truyền hình kỹ thuật số VTC, hơn 20 lao động Việt Nam, trong đó có 3 phụ nữ là dân một số tỉnh miền Trung,
đã mất tích khi đang trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan theo con đường xuất khẩu lao động chui. Các lao động này đã rời gia đình từ cuối tháng 2 để ra Hà Nội đóng một khoản tiền môi giới lên tới 40 hoặc 50 triệu mỗi người, hầu được đưa sang Trung Quốc. Ngày 31 tháng 3, họ từ Trung Quốc đi tàu sang Đài Loan thì bị mất tích. Mãi đến mùng 5 tháng 7, thi thể của anh Đào Sĩ Hùng, 30 tuổi, ở xã Kỳ Yến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một trong những nạn nhân này mới được đưa về nước. Thi thể những người khác đang được nhà cầm quyền Trung Cộng xác minh danh tính để đưa về sau. Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2017, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy công bố kết luận về khu đất Miếu Môn 59 hectare mà 14 hộ dân xã Đồng Tâm đang sử dụng là đất quốc phòng. Với kết luận này, 14 gia đình người dân xã Đồng Tâm sử dụng đất khu Miếu Môn trở thành sai phạm và các quan chức của đảng chính thức được quyền buộc người dân đang chiếm giữ đất gọi là quốc phòng ấy phải trả lại cho doanh nghiệp quân đội để quân đội làm kinh tế, hay nói khác đi, để quân đội làm giàu. Như vậy, những người dân đã đứng lên bảo vệ đất trong biến cố Đồng Tâm vừa qua bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị truy tố. Thủ tướng Merkel đã mời Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là chủ nhà luân phiên tổ chức APEC 2017 đến Đức dự hội nghị thượng đỉnh G20. Chiều 6 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đã tới khách sạn Atlantic tại Hamburg, nơi tiếp tân phái đoàn các nước đến Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Vào 8 giờ 30 tối, bà Merkel đã mời ông Nguyễn Xuân Phúc tới phòng họp của khách sạn để trao đổi rất ngắn về những vấn đề mà ông Phúc sẽ đưa ra trong hội nghị G20, hầu mời các nước này tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC 2017 mà Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Không một bản tin quốc tế nào nhắc đến việc hội đàm song phương giữa Đức và Việt Nam như các báo chí Cộng sản Việt Nam loan tải. Ngày 6 tháng 7, một số công tố viên đã nộp đơn lên tòa án liên bang ở Washington DC, tố cáo 8 ngân hàng quốc tế lớn đã có những giao dịch liên hệ đến Bắc Hàn kể từ năm 2009 với số tiền lên đến hơn 700 triệu đô la. Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu hàng triệu đô la của một vài công ty giao dịch với Bắc Hàn qua 8 ngân hàng nói trên. Sự việc này được tiết lộ 2 ngày sau khi Bắc Hàn phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa có thể bắn tới Alaska, khiến Hoa Kỳ tăng thêm lo ngại về kế hoạch hạt nhân của Bắc Hàn. Thông tấn xã Reuters cho biết, bất chấp Trung Cộng phản đối việc sử dụng quyền tự do hàng hải để bay ngang qua vùng biển mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, thì vào ngày 6 tháng 7, hai chiếc oanh tạc cơ B-1B Lancer của Hoa Kỳ đã bay qua vùng biển này sau khi tham gia cuộc tập trận với các chiến đấu cơ của Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Đây là hành động thách thức của Hoa Kỳ đối với tuyên bố ngang ngược về chủ quyền tại Biển Đông của Trung Cộng. Sự việc này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình chuẩn bị có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào 2 ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2017. Sau khi tỏ ra thất vọng về vai trò của Trung Cộng trong việc kiềm chế việc phát triển nguyên tử của Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Cộng bằng việc đưa tàu chiến lại gần các hòn đảo mà Trung Cộng chiếm đóng trên Biển Đông, quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, tập trận quy mô lớn với Úc, hạ Trung Cộng xuống mức tồi tệ nhất và tình trạng buôn người và cho oanh tạc cơ bay ngang qua vùng biển mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt và hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa ông, có một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần này, và một trong những sự kiện nổi bật là hội nghị khối G20. Ông có nhận xét gì về hội nghị thượng đỉnh này ở Đức, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, thượng đỉnh G20 có 3 cái đề tài rất là lớn, đó là khí hậu, thương mại và di dân. Và cái nghị trình chung tương đối là khá rộng,
cho nên cái tuyên bố của cái thượng đỉnh này có thể là rất dài và những người tham dự có thể ký là một việc nhưng thực hiện là một việc khác. Thực chất của cái thượng đỉnh này là cái cơ hội để những nguyên thủ của các quốc gia của 20 nước cộng thêm những nước phụ thuộc để mà họ giao tiếp nhau riêng từng nhóm một. Thí dụ như ông Thủ tướng Modi của Ấn Độ thì gặp 7 vị lãnh tụ khác, trong đó có Tổng thống Argentina, có Thủ tướng Canada, có Thủ tướng Nhật, có Tổng thống Mỹ, có Tổng thống Hàn và Thủ tướng Anh, cũng như là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta thấy rằng ông Tập và ông Modi của Ấn Độ, ông Tập Cận Bình của Trung Quốc và Modi Ấn Độ không gặp nhau vì Trung Quốc cho rằng là không khí chưa phù hợp, bởi vì hiện giờ là hai nước đang có tranh chấp ở vùng Bhutan và vùng Sikkim. Ấn Độ tố cáo là Trung Quốc làm con đường ở dọc biên giới và Trung Quốc tố cáo Ấn Độ là quân sự hóa vùng biên giới. Cả hai nước này có khoảng 3.500 cây số biên giới chung. Chúng ta thấy rằng ông Lý Hiển Long gặp ông Tổng thống Trump của Singapore, gặp ông Trump, ông Tập Cận Bình gặp bà Thủ tướng Anh Theresa May về vấn đề dự án điện nguyên tử. Chúng ta thấy là trong cái thượng đỉnh này có tới 20.000 cảnh sát và cái biểu tình thì rất là đông, dự trù là cả 100.000. Hôm 7 Tây, tức là hôm thứ Sáu, có vài chục ngàn người, mà trong đó có 7-8 người thuộc về thành phần cực đoan, gọi là cái nhóm thực vật đỏ. Và cái thành phố Hamburg, nơi tổ chức thượng đỉnh, là nơi có cái nhóm cực tả thật mạnh. Do đó mà chúng ta thấy là biểu tình đã xảy ra và bên phía cảnh sát có khoảng trên 100 người bị thương và những xe cảnh sát đã bị đốt. Nói chung là cái cuộc họp thượng đỉnh này có thể rất là khó khăn, bởi vì ông Tổng thống Trump đi ngược dòng và vấn đề nhức nhối là khí hậu, thương mại và di dân không phải là vấn đề dễ giải quyết. Dạ thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, theo thông tin từ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Tổng thống Donald Trump đã gạn hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp đầu tiên ngày 7 tháng 7 về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, và được trả lời là Moscow không hề can thiệp vào tiến trình dân chủ Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, đồng thời yêu cầu Mỹ trưng ra bằng chứng nếu có chuyện đó xảy ra. Ông nghĩ gì về cuộc gặp này của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Tổng thống Trump gặp Tổng thống Nga Putin bên lề của hội nghị thượng đỉnh G20, cuộc họp kéo dài 2:15, và đây là cuộc họp kín và thu hẹp, chỉ có tổng thống của hai nước là ông Trump, ông Putin, ngoại trưởng của hai nước là ông Tillerson và ông Lavrov và hai thông dịch viên. Cuộc họp kín và thu hẹp như vậy, nó trái với cái nguyên tắc thông lệ giữa hai nước lớn, mà đáng lý ra là phải có cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, phải có thêm nhân viên cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia và những nhân viên ghi biên bản. Cuộc họp kín và thu hẹp như vậy nó bất lợi cho ông Trump là bởi vì ông là người không có kinh nghiệm ngoại giao, trong khi ông Putin là một cáo già về ngoại giao, và ông Tillerson cũng không có kinh nghiệm ngoại giao, trong khi ông Ngoại trưởng Lavrov cũng là một cáo già về ngoại giao. Những đề tài thảo luận thì chúng ta được biết là vấn đề mà Nga can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ, vấn đề Syria, vấn đề Crimea của Ukraine, và vấn đề mà Hoa Kỳ cần bỏ cấm vận đối với Nga. Thì vấn đề Syria, hai bên đã thỏa thuận là ngưng bắn, đồng ý với nhau như vậy, và có nước Jordan tham dự. Điều này thì coi như là một thành quả của ông Trump, bởi vì ông chứng tỏ ra ông đã có thể làm việc được với Nga để cho ra những tiến bộ. Tuy nhiên, vấn đề Crimea là vấn đề gai góc, và hai bên chỉ đồng ý là cử cựu đại sứ NATO là ông Walker làm sứ giả đặc biệt để thảo luận trong tương lai. Vấn đề bỏ cấm vận Nga cũng là một vấn đề chưa giải quyết được. Còn vấn đề
bầu cử thì chúng ta thấy rằng là bên phía Hoa Kỳ thì chậm trễ so với ông Tillerson nói sau ông Lavrov. Ông Lavrov ông tung ra trước nói rằng là ông Putin nói không có can thiệp vào bầu cử và nói rằng Tổng thống Trump đã nghe rõ và đã đồng ý là như vậy. Trong khi phía Mỹ thì ông Tillerson lên tiếng chậm hơn và nói là ông Trump đã nêu vấn đề này ra một cách dài và sâu như vậy thôi. Điều này cho thấy là bên phía Hoa Kỳ đã không có kinh nghiệm và thất thế hơn khi mà tuyên bố chậm trễ hơn ông Lavrov, và ông Lavrov nói khác với những cái gì ông Tillerson nói. Dạ thưa anh. Quay sang Việt Nam, theo kết quả thanh tra về vụ quân đội lấy đất dân ở Đồng Tâm, Hà Nội cương quyết để cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chiếm giữ và chỉ đạo công an điều tra xử lý các cá nhân liên quan. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung bội ước văn bản ông đã cam kết trước đây. Ông đánh giá sự việc này như thế nào ạ? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, việc lật lọng là chuyện thường tình của Đảng Cộng sản. Đối với họ thì cứu cánh biện minh cho phương tiện, cho nên phương tiện nào cũng đều tốt, dù phương tiện đó là tráo trở, lật lọng hay là ác độc. Nó cũng không phải là vấn đề. Đối với họ, khi ông Lenin định nghĩa là đạo đức cách mạng, tức là làm bất cứ những cái điều gì mà bên phía những cái tôn giáo cho là vô đạo đức, thì nó cũng là đạo đức cách mạng. Bởi vì đạo đức cách mạng là để phục vụ những cái chuyện gì có lợi cho Đảng Cộng sản. Hiện giờ thì với Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng, ông muốn o bế quân đội, cho quân đội thật nhiều quyền lợi. Chúng ta thấy có cái hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong thời gian vừa qua về phía quân đội. Tức là hôm 23 tây tháng 6 thì Thượng tướng Lê Chim, ông đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói rằng quân đội sẽ không làm kinh tế nữa mà tập trung cho vấn đề xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Trong khi Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Quốc phòng nói như vậy, thì chúng ta thấy rằng là ông cựu Phó Thủ tướng Vũ Phan mới vừa nói rằng là quân đội làm kinh tế là còn phải gánh vác các nhiệm vụ chính trị và những việc ngay cả doanh nghiệp nhà nước không làm. Và hôm thứ Sáu, 7 tây thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì nói rằng xây dựng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của quân đội. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là quân đội vẫn được quyền làm kinh tế và được rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Hiện giờ là ông Nguyễn Phú Trọng không tin công an, do đó ông ngồi ở đảng ủy ở Bộ Công an. Ông ta có ý nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đình Duy bỏ trốn ra nước ngoài là nghi ngờ do ông Tô Lâm giúp trốn, và ông không tin ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an. Ông tìm cách nắm chặt quân đội, cho quân đội được thật nhiều đặc quyền đặc lợi, cho các nhóm lợi ích quân đội làm thật nhiều tiền, và không cho quân đội chuyển quân một cách dễ dàng giữa những quân khu hay là ở trong quân khu. Nó cần phải có đến 7 chữ ký mới có thể chuyển quân được. Đó là cái tình trạng ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm quân đội và cho quân đội đặc quyền, cho nên mới thấy có hiện tượng Đồng Tâm cũng như là Sân Góp ở phi trường Tân Sơn Nhất. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết suy diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9h30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị.
Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên điều họp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 5 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố, xin trích, sẵn sàng đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trong chương trình Những vấn đề của chúng ta tuần này, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp ý kiến và nhận định của nhà báo Huỳnh Việt Lang về đề tài Đối thoại với Cộng sản qua câu tuyên bố trên của ông Võ Văn Thưởng. Ông Huỳnh Việt Lang là một nhà tranh đấu từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù và đang tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông Huỳnh Việt Lang tham gia cuộc thảo luận này từ Los Angeles, nơi ông cùng gia đình cư ngụ gần 3 năm qua. Vâng, thưa ông Huỳnh Việt Lang, trong buổi thảo luận trước, chúng ta đã bàn qua về những yếu tố căn bản của việc đối thoại cũng như các điều kiện để việc đối thoại thật sự có ý nghĩa. Hôm nay, xin đề nghị chúng ta bàn về thực chất của cái gọi là sẵn sàng đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố. Trước hết, xin ông cho biết vì lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại tuyên bố sẵn sàng đối thoại, thưa ông? Thưa ông Hải Nguyên, xét về thời điểm ông Võ Văn Thưởng phát biểu cách đây khoảng chừng một tháng rưỡi, tôi cho rằng những tuyên bố về đối thoại như vậy chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, sau những cuộc biểu tình tập trung đông người chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển Việt Nam, hoặc chỉ đơn giản chỉ là một lời nhắn nhủ với chính phủ Hoa Kỳ trước cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ xảy ra sau đó, rằng chính phủ Việt Nam mong muốn sự đối thoại với những người khác chính kiến. Nhìn rộng hơn, đối thoại được Đảng Cộng sản Việt Nam dùng như một viên đá dò đường. Họ muốn biết dư luận sẽ phản ứng như thế nào trước biểu hiện mềm của họ, trước khi họ tiếp tục tung ra những chính sách cứng rắn mới. Bằng chứng là sau khi ông Võ Văn Thưởng nói về đối thoại, thì những quy định bắt các luật sư tố cáo thân chủ được thảo luận ở Quốc hội, Chủ tịch Trần Đại Quang khơi tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng, côn đồ giả dạng đập phá đồi Thiên An ở Huế, và mới nhất là tuyên án blogger mẹ nắm 10 năm tù. Tôi không hiểu lắm cái cụm từ mà ông Thưởng nói chúng ta không sợ, thiển nghĩ súng trong tay, chìa khóa nhà tù trong túi, ai dám làm gì các ông ấy mà phải sợ, ai không đồng ý với Đảng Cộng sản thì đem bắt nhốt, hoặc sai côn đồ đánh đập người ta, còn ai quá cứng đầu đối kháng thì đẩy người ta ra nước ngoài. Tại sao Đảng Cộng sản phải sợ ai nhỉ? Tuy nhiên nói đi rồi thì nói lại, nếu đám người thân cận của ông Saddam Hussein hay ông Gaddafi mà có được những người biết tỏ ra sợ, biết tỏ ra lo trước, thì các ông ấy chắc cũng không đến nỗi phải có ngày chết trên giá treo cổ hoặc chết trong lỗ cống. Nói cách khác, đến thời điểm này có sợ hay không sợ thì cũng chẳng quan trọng. Qua câu nói của ông Thưởng, tôi thấy rằng trước mức độ thăng tiến không ngừng của dân trí Việt Nam, thì thái độ kiêu ngạo Cộng sản đang trở nên lố bịch, nhìn sâu xa hơn. Qua tuyên bố của ông Thưởng, cũng đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận ra rằng họ không thể một mình giải quyết triệt để được những khủng hoảng quốc gia hơn 70 năm tồn tại. Chính quyền Cộng sản đã tạo ra một giai cấp mới đang mất dần kết nối với xã hội Việt Nam. Hơn ai hết, giai cấp Cộng sản Việt Nam đang cần đối thoại với xã hội Việt Nam. Xu hướng tất cả được quyết định từ trên cao, siết chặt mọi thứ trong tay chính quyền. Xem ra, chính bộ phận lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cảm thấy rằng vô cùng không ổn vào thời điểm hiện nay. Qua những gì ông vừa trình bày, thì có vẻ đối thoại chỉ là một chiêu thức, một thủ thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin ông phân tích rõ hơn về việc Cộng sản Việt Nam sử dụng chiêu thức này, thưa ông. Thưa ông Hải Nguyên, những khủng hoảng kinh niên về kinh tế và bế tắc trầm trọng về lý luận đã khiến Đảng Cộng sản Việt Nam phải sử dụng đến chiêu thức đối thoại, không chỉ hiện nay và sẽ tiếp tục dài dài trong tương lai.
đối thoại trở thành một món hàng khuyến mãi trong những cuộc đu dây giữa Cộng sản Việt Nam với thế giới. Tức Cộng sản Việt Nam sẽ luôn đối thoại với Trung Cộng. Mỗi khi Bắc Kinh lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, Hà Nội sẽ sẵn sàng đối thoại với các cường quốc dân chủ mỗi khi muốn cầu viện đầu tư. Và Cộng sản Việt Nam cũng dùng đối thoại như củ cà rốt với dân như trong vụ Đồng Tâm trước khi tung ra cây gậy bộ chính của họ. Nhìn một cách đơn giản, chiêu thức đối thoại chỉ là một thủ thuật câu giờ để hiểu như vậy. Giống như chuyện nhà cầm quyền tìm cách kéo dài thời gian thông qua luật lập hội và luật biểu tình từ năm này sang năm khác. Tôi rất tán thành ý kiến của ông Hải Nguyên khi gọi động thái chính trị đối thoại của Đảng Cộng sản là một chiêu thức. Bởi não trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thay đổi khi họ cùng đường. Hiện tại, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới ở mức rất khó khăn, nhưng chưa đến giai đoạn ở giờ 25, tức chưa rơi vào cảnh đường cùng, thưa ông. Với các phân tích của ông, thì chúng ta, những người đang quan tâm đến vận mệnh đất nước, nên có thái độ như thế nào đối với chiêu thức sẵn sàng đối thoại của Cộng sản Việt Nam, thưa ông? Tôi hiểu rằng, trước chiêu thức sẵn sàng đối thoại của Cộng sản Việt Nam, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự sẵn sàng của họ. Tôi hiểu nguyên nhân của thái độ sẵn sàng này xuất phát từ sự nóng lòng muốn thay đổi trước hiện tình đất nước, hoặc muốn bày tỏ một sự khuyến khích động viên các phần tử được xem là cấp tiến trong nội bộ Cộng sản. Còn những người yêu nước chân chính trong lực lượng dân chủ thì nên ghi nhận việc sẵn sàng đối thoại như một thái độ chính trị của Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là một chủ trương nghiêm túc. Tôi hiểu rằng, trừ phi Cộng sản Việt Nam có một lộ trình hành động minh bạch, có thời hạn và được giám sát cụ thể, mới phải hiểu rằng, đối thoại là một phương thức đi tìm tiếng nói chung, sự công bằng, chứ đối thoại không phải là một đòn phép lấp liếm những hành động bội tính và đẻo cán trong quá khứ. Trong bối cảnh hiện nay, mục đích của đối thoại dân chủ phải xác quyết với nhau rằng, dưới những người đấu tranh dân chủ rằng là nhằm để xây dựng một thể chế dân chủ và pháp trị, chứ không phải để thừa nhận một chế độ thoái hóa đến mức không còn khả năng tự điều chỉnh, thưa ông. Cảm ơn ông Huỳnh Việt Lang đã dành cho đài qua hai kỳ hội luận. Xin hẹn ông vào những dịp hội luận khác của đài. Tôi xin có lời chào tạm biệt quý khán giả đang nghe đài Đất Lời Sông Núi. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến ông Hải Nguyên và ban giám đốc đài đã tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi được bày tỏ ý kiến trong cuộc hội luận hôm nay. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý khán giả, lịch sử Việt Nam ghi nhận một danh tướng vừa có công đánh dẹp quân cướp biển Tàu Ô ở miền Bắc, vừa có tài kinh bang tế thế bình định an dân ở miền Nam, được giao chức vụ phó tổng trấn Gia Định. Ông luôn tận trung vì nước nên được thờ trong miếu Trung Hưng Công Thần. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả bài Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh và Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Quy Đức Bắc Thành An Vũ Trụ, Thống Huyền Nam Địa Tịnh Biên Cương, nghĩa là Quy Đức trấn an vùng thành Bắc, trị dân ổn định cõi bờ Nam. Đó là hai câu đối trên hai cột hiên của đền thờ Long Vân Hầu Trương Tấn Vũ. Trương Tấn Vũ sinh năm 1752 tại làng Hưng Lễ, Tổng Bảo Phước, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Thành Phú Đông, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trương Tấn Vũ là con thứ ba của ông Trương Tấn Khương và bà Trần Thị Nghĩa. Thời trai trẻ, Trương Tấn Vũ tuấn tú nổi tiếng là người có sức mạnh vô song. Về sau ông được xem là một trong ngũ hổ tướng của nhà Nguyễn gồm Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Quỳnh Đức và Trương Tấn Vũ. Năm 1787, lúc chúa Nguyễn Phúc Ánh lẩn tránh quân Tây Sơn, có ghé nhà cho ông tạm trú một đêm. Được dịp ông xin theo phò tá, nhưng vừa ra khỏi nhà thì gặp trận ác chiến. Nhờ thông minh và lòng dũng cảm, ông cứu được chúa Nguyễn Phúc Ánh và được cử làm cai cơ trong đạo quân của Tôn Thất Hội. Tháng 6 năm 1790, ông thăng chức hậu quân chánh trưởng chi
đổi qua chưởng quản tiền quân. Tháng 2 năm 1797, ông giữ chức tiền quân phó tướng, lập được nhiều chiến công ở Bình Định, Hội An. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, phong ông làm trưởng dinh trông coi đạo quân Bắc Thành. Năm 1806, nhờ có công dẹp giặc cướp biển Tàu Ô, ông được thăng làm tả quân phó tướng, lãnh chức tổng trấn Bắc Thành, thay tướng Nguyễn Văn Thành vào Nam. Năm 1810, ông được bổ vào Gia Định, nhận chức quyền tổng trấn. Năm 1812, ông lãnh chức phó tổng trấn Gia Định Thành. Năm 1816, khi Đôn Đốc xây thành Châu Đốc, ông được điều về Huế làm trung quân phó tướng. Năm 1821, ông được cử làm phó tổng trấn Gia Định Thành lần thứ hai. Đến năm 1822, ông được thăng chánh nhất phẩm. Thân phụ ông cũng được vua Minh Mạng ban sắc truy phong là Nghiêm Quai tướng quân, trung quân thống chế, và mẹ ông cũng được truy phong vào hàng mệnh phụ phu nhân. Năm 1823, theo lệnh của tả quân Lê Văn Duyệt, ông cùng với Nguyễn Văn Thoại chỉ huy 35.000 dân quân đào kinh Vĩnh Tế dài hơn 90 cây số, nối từ sông Hậu Châu Đốc thẳng ra biển Hà Tiên. Thời gian sau đó ông bị bệnh xin về hưu và được nghỉ vào ngày 17 tháng 11 năm 1825. Ngày 2 tháng 8 năm 1827, ông qua đời hưởng thọ 75 tuổi. Vua Minh Mạng giao việc chôn cất ông cho tổng trấn Lê Văn Duyệt. Năm 1852, ông được vua ban chiếu cho thờ trong miếu Trung Hưng Công Thần và đền Hiền Lương. Mộ ông hiện tọa lạc tại số 41 đường Nguyễn Thị Quỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận. Ngôi mộ này được xem là một trong những ngôi mộ cổ nhất tại Sài Gòn. Trương Tấn Bửu được xem là một võ tướng lẫy lừng thời nhà Nguyễn. Mặc dù không được báo chí nhắc đến, nhưng cuộc đời làm quan của ông hơn 40 năm qua hai triều vua Gia Long và Minh Mạng được Sử Việt ghi nhận. Chính ông là người đã góp công lớn trong việc dẹp giặc giữ nước, từng trực tiếp chỉ huy 5.000 quân xây thành Châu Đốc, cũng như chỉ huy 35.000 dân quân đào kinh Vĩnh Tế cùng với Thoại Ngọc Hầu. Sử sách ghi chép, ngoài những chiến công hiển hách trên chiến trường, có nhiều võ tướng đã góp công rất lớn trong việc mang lại thái bình thịnh trị cho đất nước. Chính họ đã mở mang dân trí, phục hưng kinh tế trong các thời loạn lạc. Uy viễn tướng quân Nguyễn Công Trứ đã mở mang bờ cõi ở miền Bắc, thì Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu đánh giặc ở miền Bắc và an dân tại miền Nam. Triều đại nhà Nguyễn tuy bị phê phán khá nặng nề vì bị thực dân Pháp đô hộ, nhưng ít nhất vẫn có nhiều điểm sáng chói hơn là nhà cầm quyền Cộng sản đã đẩy đất nước vào vòng lạc hậu, suy thoái mọi lãnh vực. Trải qua gần 5.000 năm, phương Bắc vẫn không thể chiếm đất và đồng hóa được dân tộc Việt. Ngày xưa, vì vinh hoa phú quý mà giang quân Lê Chiêu Thống rước voi về dày Mã Tổ, dẫn đường cho 29 vạn quân của Tôn Sĩ Nghị kéo sang chiếm đóng Đại Việt, bị vua Quang Trung đánh tan tác. Sau đó Lê Chiêu Thống phải bỏ mạng tại Yên Kinh, đất Tàu. Điều đau lòng là sau 150 năm, đất Việt lại xuất hiện một tập đoàn Lê Chiêu Thống mới có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội lỗi của đảng này còn nặng hơn tập đoàn Lê Chiêu Thống ngày trước gấp trăm lần, vì ngoài tội cấu kết bán nước cho ngoại bang, tập đoàn này còn toa rập với tài phiệt nước ngoài, đầu độc môi trường, giết hại lần mòn người dân cả nước. Từ ngày Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền tại miền Bắc vào năm 1945 và cướp miền Nam năm 1975, chưa lúc nào đất nước Việt Nam suy đồi như hôm nay. Hơn 40 năm đất nước thống nhất dưới sự độc tôn lãnh đạo của đảng, những gì tệ hại, thê thảm mà Cộng sản Việt Nam đã gây ra cho đất nước, quả thật là không thể nào diễn tả được. Ngày nay, ngoài những kẻ vì quyền lợi cá nhân, cố tình nhắm mắt tin theo những lời xảo quyệt dối trá của Cộng sản Việt Nam, mọi người đều đã thấy mặt trái thô bỉ với chủ trương bán nước cho ngoại bang và hủy hoại nền văn hiến của dân tộc. Rất may mắn là trong thời gian gần đây, rất nhiều hậu duệ của Nguyễn Công Trứ, Trương Tấn Bửu đã xuất hiện. Họ mang tinh thần yêu nước của các bậc tiền nhân, chấp nhận hy sinh cho tổ quốc trường tồn.
liệu dân tộc Việt có bước được gông xiềng nô lệ mới hay không? Việt Nam sẽ thoát vòng nô lệ mới khi có nhiều công dân Việt ý thức trách nhiệm vùng lên đáp lời sông núi, giống như đào quân Tây Sơn của vị anh hùng Nguyễn Huệ, quét sạch tập đoàn Lê Chiêu Thống và đuổi quân Tàu ra khỏi bờ cõi. Bằng không, vài năm sau, Việt Nam sẽ mất tên trên bản đồ thế giới. Trước khi chia tay được buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Văn Ngọc Hiếu, sinh năm 1963, thuộc Tổ chức Việt Nam Tự Do, bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 với bản án 20 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào chiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.